Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã khen thưởng cho các phường xã có thành tích xuất sắc trong hội thi xe hoa tuyên truyền cổ động chào mừng kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa Đồng Nai. Ban tổ chức đã chấm và chọn trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 24 giải khuyến khích, trong đó giải nhất thuộc về Ủy ban nhân dân phường Bình Đa. Tham gia hội thi, các xe hoa tuyên truyền bên cạnh việc trang trí đảm bảo yếu tố hình thức còn góp phần tuyên truyền, quảng bá những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội tiêu biểu của địa phương, của thành phố qua các thời kỳ.